Sau khi mà chị Linh áp dụng cái SMS Go vào cái công việc kinh doanh của chị thì chị đã tiết kiệm được không không chỉ là vật chi phí mà quan trọng nhất là cái thời gian của chị. Nó thay vì ngày xưa chị phải đi chị phải bỏ ra thường là buổi trưa chị phải bỏ ra cái thời gian để chị đi tìm kiếm những cái thông tin về 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 những căn nhà cho thuê. Và chị không có còn dành nhiều thời gian cho gia đình thì đến nay thì công việc kinh doanh của chị nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Và cái chi phí chị bỏ ra để lên và thực hiện một cái kế hoạch marketing nó rất là rẻ. Ví dụ như là đối với mạng Viettel thì chỉ là 10 đồng cho một tin nhắn thôi. Xin chào quý vị và anh chị, đặc biệt là những anh chị đang kinh doanh online, đang kinh doanh và có cửa hàng, có doanh nghiệp. Tôi là Hùng, tôi hiện tại đang là chuyên gia trong lĩnh vực marketing. Tôi thường xuyên chia sẻ những cái kiến thức về marketing để giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng về doanh số bán hàng cũng như là giúp doanh nghiệp là phát triển một cách bền vững hơn từ việc ứng dụng những các giải pháp về internet marketing vào kinh doanh. Một trong những cái giải pháp mà tôi cung cấp hỗ trợ cho các anh chị đó chính là cái giải pháp SMS marketing hay còn gọi là quảng cáo SMS giá rẻ, SMS Go. Thì có rất là nhiều anh chị hỏi tôi rằng là sử dụng cái phần mềm đấy có hiệu quả hay không? Thì tôi xin thưa rằng là không hiệu quả đâu. Bởi vì nếu mà anh chị chỉ hỏi không và nếu anh chị không làm thì không bao giờ có kết quả cả. Tuy nhiên với những cái khách hàng mà tôi đã và đang phục vụ thì SMS Go đang có một cái kết quả vô cùng là tuyệt vời. Đó chính là giúp cho khách hàng của tôi tiếp cận để chăm sóc khách hàng bằng số điện thoại với chi phí rất là thấp. Nó cụ thể là ví dụ như là khách hàng của tôi gửi tới 1.000 số điện thoại khách hàng của họ, khách hàng tiềm năng của họ và khách hàng để chăm sóc. Họ chỉ mất 10.000 đồng thôi, 10.000 đồng. Nếu tính toán cái con số ví dụ 1.000 lượt tiếp cận ở trên Facebook thì có thể sẽ mất từ 100.000, từ 100.000 đến 200.000. Tuy nhiên khi mà sử dụng cái giải pháp SMS Go thì cái chi phí mà khách hàng của tôi bỏ ra nó chỉ là 10.000 đồng thôi. Và khi khách hàng của tôi bỏ ra 10.000 đồng thì họ có thể là gửi những cái thông điệp về chăm sóc khách hàng về để có thể là hoặc là những cái ưu đãi, những cái khuyến mại để giúp cho khách hàng của họ của khách hàng của tôi nhận thêm được nhiều giá trị khác, nhiều giá trị hơn và họ có thể mua nhiều hàng hơn từ từ họ và giúp cho cái doanh nghiệp và cái công việc kinh doanh của họ phát triển. Thì hôm nay trong nội dung hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về một cái case study, một cái câu chuyện thành công khi mà sử dụng cái giải pháp SMS Go. Đó chính là chị Linh, chị ở Bắc Ninh. Chị Linh thì kinh doanh trong lĩnh vực đó là bất động sản cho thuê. Chắc khả năng là nếu như mà anh chị nào mà đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản cho thuê thì khi xem xong cái video này thì các anh chị sẽ có một cái giải pháp rất là tuyệt vời để giúp cho anh chị là làm ít hơn, tuy nhiên cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn rất là nhiều và cái chi phí nó sẽ rất là thấp. Các anh chị sẽ không thể tưởng tượng được chi phí nó sẽ rất là thấp. Đó, thì không phải là cái phần mềm này, cái phần mềm SMS Go thì nó chỉ phục vụ cho mỗi bất động sản, không, nó sẽ phục vụ cho tất cả rất là nhiều những ngành nghề khác nhau. Thì các anh chị khi mà nghe cái câu chuyện, khi xem clip này, các anh chị tự liên hệ sang những cái ngành nghề của các anh chị và cái chiến lược để áp dụng như thế nào cho nó hiệu quả. Ok, thì quay về cái câu chuyện là chị Linh từ Bắc Ninh thì chồng chị Linh, anh ấy làm trong một cái doanh nghiệp về công nghệ của Hàn Quốc đấy, và bạn bè của anh ấy là người Hàn Quốc rất là nhiều. Và chị Linh phát hiện ra là nhóm người này họ có nhu cầu muốn
thuê nhà ở khu vực gần nhà chị ấy. Và vì nhà chị ấy cũng gần ở cái công ty Hàn Quốc đấy. Và chị phát hiện ra một cái nhu cầu này. Sau đó thì chị nghĩ rằng là chị sẽ phải kinh doanh. Chị sẽ kinh doanh cái lĩnh vực là cho thuê lại những cái chuyên gia Hàn Quốc đấy họ thuê nhà. Đó. Và đầu tiên là chị sẽ đi tìm kiếm những cái ngôi nhà và hiện tại thì họ đã chủ nhà đang cho thuê và sau đó thì chị sẽ kết nối với những người mong muốn là những người là Hàn Quốc muốn thuê cái căn nhà đấy và chị sẽ là người ở giữa và chị sẽ ăn phần chênh lệch so với lại cả những cái người chuyên gia từ Hàn Quốc đấy. Thì đầu tiên ấy thì chị đi tới tới những cái ngõ, những cái xóm và tới những cái người và chị hỏi những người dân xung quanh đấy và chị hỏi xem là hiện tại thì là họ có nhà để cho thuê hay không. Đấy, hiện tại họ có nhà để cho thuê hay không. Thì chị cũng trong thời gian đầu chị cũng có tìm được rất là nhiều nhiều nhà và chị khi mà chị tìm được nhà thì chị sẽ liên hệ với lại các cái chuyên gia người Hàn Quốc và khi họ đến xem nhà nếu ok thì họ có thể là thuê ngôi nhà đấy và chị sẽ là người được hưởng cái phần chênh lệch về giá là khi mà thuê nhà đấy. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian thì chị ấy cảm thấy rằng là cái công việc này nó chiếm quá nhiều thời gian của chị ấy. Vì bình thường thì chị Linh vẫn làm công việc đó là giáo viên, chị vẫn làm giáo viên các bạn nhé đấy. Và chị ấy nghĩ rằng là chị phải tìm ra một cái giải pháp để giúp cho chị không phải mất nhiều thời gian để có thể là đi 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 tìm những cái căn nhà đấy và chị muốn dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn. Và chị bắt đầu tìm kiếm và chị phát hiện ra cái công cụ đây là SMS Go. Khi chị phát hiện ra công cụ này thì chị đã đăng ký và chị đã sử dụng. Thì chị Linh là một người rất là thông minh, chị rất là thông minh nha. Thì bằng cái mối quan hệ của chị thì chị đã thu thập được một cái danh sách đó là chủ nhà của cái khu vực mà chị sinh sống. Đó, khi mà chị tìm được chị có được cái danh sách chủ nhà khu vực chị sinh sống thì chị sử dụng cái phần mềm SMS Go này để chị gửi tin nhắn đến những cái vị những người chủ nhà đấy. Thì khi mà chị gửi tin nhắn đến những người chủ nhà đấy thì có một cái chuyện điều vô cùng tuyệt vời. Thưa các bạn, có một cái điều vô cùng là tuyệt vời. Đó chính là khi mà chị gửi những cái tin nhắn đấy thì những cái chủ nhà mà họ có nhà và họ không có sử dụng thì họ chủ động liên hệ với chị Linh. Đó. Họ chủ động liên hệ với chị Linh để chị Linh đến để có thể là xem cái căn nhà đấy và kết nối với lại khách hàng là những cái chuyên gia người Hàn Quốc để có thể là thuê cái căn nhà của họ và họ có cái nguồn thu nhập từ cái việc là cho thuê nhà và rất là dễ dàng. Đó. Thì sau khi mà chị Linh áp dụng cái SMS Go vào cái công việc kinh doanh của chị thì chị đã tiết kiệm được không không chỉ là một chi phí mà quan trọng nhất là cái thời gian của chị. Nó thay vì ngày xưa chị phải đi chị phải bỏ ra thường là buổi trưa chị phải bỏ ra cái thời gian để chị đi tìm kiếm những cái thông tin về 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 những căn nhà cho thuê và chị không có còn dành nhiều thời gian cho gia đình thì đến nay thì công việc kinh doanh của chị nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều và cái chi phí chị bỏ ra để lên và thực hiện một cái kế hoạch marketing nó rất là rẻ. Ví dụ như là đối với mạng Viettel thì chỉ là 10 đồng cho một tin nhắn thôi. Đấy. Với mạng Mobi là 25 đồng và mạng Vina là 100 đồng và mạng Mobi là 25 đồng. Thì đây là một sau khi mà chị sử dụng SMS Go và chị hiệu quả như thế thì nó cũng tạo ra một cái cảm hứng rất là lớn để cho Hùng có thể là để tôi làm phổ biến cái phần mềm này. SMS Go này cho nhiều anh chị hơn để ứng dụng vào cái công việc kinh doanh nó hiệu quả hơn và nó góp phần vào cái việc là cái doanh nghiệp và cái công việc kinh doanh của anh chị nó tăng trưởng về mặt doanh số và lợi nhuận và đồng thời nó sẽ giúp cho anh chị là có nhiều thời gian hơn để có thể đi du lịch hoặc là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cho
cho vợ, cho chồng và cho con cái, cho người thân của các anh chị. Và đây là một trong những cái điều vô cùng tuyệt vời khi mà đã sử dụng cái công cụ là SMS Go. Và khi mà sử dụng SMS Go ấy thì là phần mềm sẽ giúp cho các anh chị gửi tin nhắn một cách hoàn toàn là tự động. Ở trong tin nhắn thì nó sẽ gồm có link và các anh chị có thể để cái số điện thoại đấy để khách hàng có thể chủ động liên hệ. Thì đối với những cái cửa hàng thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể là gửi những cái voucher giảm giá hay những cái chương trình khuyến mại cụ thể cho một cái nhóm khách hàng nào đấy. Hay là ví dụ như anh chị có một, hay là tôi có một cái cậu bạn, đó là cậu ấy làm về trong lĩnh vực là đồ uống, thì cậu ấy gửi cái voucher, cậu ấy tạo ra những cái voucher, những cái mã coupon giảm giá, và chỉ cái số điện thoại đấy mới được nhận cái mã coupon giảm giá đấy. Và cậu ấy sử dụng cái phần mềm này để có thể gửi tin nhắn cho những cái danh sách khách hàng của cậu ấy, và rất là tuyệt vời, rất là nhiều khách hàng quay trở lại mua hàng và giúp cho cái doanh số bán hàng của cậu ấy được gia tăng rất là tốt đó. Thì còn rất là nhiều những câu chuyện thành công khác thì ở trong cái video khác thì Hùng mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị. Và nếu như mà các anh chị quan tâm một cái giải pháp để có thể là bán hàng và chăm sóc khách hàng nó rất là hiệu quả và chi phí rất là thấp, thì các anh chị hoàn toàn có thể là liên hệ với Hùng hoặc để lại cái phần bình luận ở bên dưới, hoặc là các anh chị có thể là search cái Facebook là Hùng Barnes, Hùng Barnes, hay là kênh YouTube là Hùng Barnes, hay các anh chị có thể hoàn toàn có thể add Zalo của Hùng là 0949 931 431 đó. Thì Hùng có thể là hỗ trợ để tư vấn cho các anh chị sử dụng cái giải pháp này là hiệu quả. Và đồng thời ấy là khi mà các anh chị đăng ký thành công cái dịch vụ SMS thì các anh chị cũng đang trích một cái phần nhỏ cái trong cái giá trị hợp đồng đấy để có thể là ủng hộ cho cái quỹ là phòng chống dịch COVID Corona ở tại Việt Nam. Rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video này. Kính cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu các anh chị thấy cái video này hữu ích, họ có góp ý gì có thể để lại ở cái phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào.